Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh công nghệ số dần chiếm lĩnh mọi mặt của đời sống, sách luyện thi đại học tích hợp đa tiện ích công nghệ trở thành một trong những xu hướng giáo dục tiên phong được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Chính vì thế, các startup đã sáng tạo ra nhiều phương pháp học tập hiện đại, hiệu quả cho mọi người. Thời điểm này, học sinh lớp 12 trên cả nước đang chuẩn bị bước vào giai đoạn luyện đề để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. Đây là một giai đoạn rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến điểm thi của các em. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh vẫn còn lúng túng, chưa xác định được phương hướng ôn tập hiệu quả. Một phần kiến thức thì bọn em chưa được học hết ạ, cho nên là làm đề sẽ không làm được hết tất cả các câu trong đề. Em thấy khó khăn nhất là khi mình tìm một vấn đề gì đó và có rất nhiều luồng thông tin, mình không biết tin luồng thông tin nào. Cái lỗi thứ nhất là về kiến thức, thứ hai là về khả năng đọc hiểu văn bản, thứ ba là về cái cách trình bày ở trong một cái bài thi. Trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị giáo dục đã đầu tư thời gian và công sức để tìm hiểu nhu cầu của học sinh. Trong số đó, CCBook đã thử nghiệm thành công các tài liệu giáo dục có ứng dụng công nghệ và trở thành một trong những đơn vị tiên phong cung cấp các sản phẩm sách tham khảo, sách luyện thi, tích hợp đa công nghệ tiên tiến nhất, giúp việc học tập của người Việt trở nên dễ dàng hơn. Để giúp các em học sinh có được định hướng học rõ ràng, ôn luyện sát với định hướng ra đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo, CCBook đã phối hợp với các chuyên gia luyện thi hàng đầu cho ra mắt bộ sách CC Thần Tốc, luyện đề chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. Bộ sách vạch ra lộ trình luyện đề chi tiết tương ứng với mỗi môn học. Ví dụ như môn toán sẽ có 5 giai đoạn là khởi động, chạy đà, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Tương ứng với các giai đoạn sẽ có loại đề phù hợp, giúp các em luyện đến đâu chắc đến đó. Em cảm thấy là nó khá đầy đủ về mặt kiến thức, trình bày cũng rõ ràng và nó có thêm phần làm trắc nghiệm và cả phần tự luận. Nãy em vừa xem qua bộ sách thì em thấy là bộ sách được chia ra khá rõ ràng các mục. Thì em thấy đây thì kiểu nó sẽ là cái giúp mình dễ dàng hơn trong việc luyện thi. Các bạn cần phải có sự chuẩn bị tốt. Chuẩn bị ở đây thì có thể chuẩn bị về mặt thời gian, chuẩn bị về mặt kiến thức. Các bạn làm đề thì khi mà các bạn gặp một khó khăn gì đấy hoặc là làm sai những câu nào đấy thì mình phải rút ra kinh nghiệm ngay. Để sau này nếu gặp lại hoặc là làm lại thì chúng ta sẽ không phải vấp phải những lỗi như cũ nữa. Thứ hai là mình cần nắm rõ cái cấu trúc đề để biết được là những cái phần nào là mình phần vận dụng cao thì mình còn tập trung vào để có thể nâng cao cái mức điểm của mình lên. Kết hợp với việc là phân tích tỉ mỉ và live stream chữa đề của thầy thì thầy nghĩ rằng là nó sẽ mang lại hiệu quả rất là lớn cho các em. Từ tinh hoa trí tuệ của đội ngũ giáo viên giỏi, xuất phát từ các vấn đề mà thực tế học sinh đang gặp phải trong quá trình ôn luyện, CCBook tạo ra các cuốn sách có khả năng đánh thức dậy niềm đam mê tìm tòi, học hỏi của học sinh ngay cả với những môn học các em không có thế mạnh. Để việc luyện đề của học sinh đạt hiệu quả tối đa, bộ sách còn tích hợp thêm các video, live stream, chữa đề từ các tác giả biên soạn sách, nội dung xoay quanh các vấn đề trọng tâm nhất khi luyện đề, đưa ra các mẹo, thủ thuật làm bài nhanh và những lỗi sai mà các em hay gặp phải. Bên cạnh đó, học sinh có thể tương tác trực tiếp với các thầy cô để giải đáp các thắc mắc trong học tập cũng như luyện đề. Đồng thời, CCBook cũng đón đầu xu hướng cải cách giáo dục, không chỉ luyện các đề trên sách, CCBook còn cung cấp hệ thống thi cử trực tuyến với cấu trúc có thể cấu hình thay đổi theo đúng ma trận đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, học sinh còn được tham gia nhóm giải đáp thắc mắc của thầy cô tác giả. Với sự hỗ trợ đó, chắc chắn sẽ giúp người học hiểu kiến thức từ bản chất, ghi nhớ tự nhiên, áp dụng linh hoạt thông qua những trải nghiệm mắt thấy, tai nghe cực kỳ sinh động, thú vị vì rất gần gũi với thực tế cuộc sống. Cuối mỗi cuốn sách còn có thêm các phiếu tô trắc nghiệm để học sinh làm quen với việc làm đề thi thật, khi đi thi sẽ giảm thiểu tối đa sai sót không đáng có. Với giải pháp luyện đề mới và các ưu điểm nổi bật, CC Thần Tốc luyện đề 2020 hứa hẹn sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp sĩ tử cả nước thành công. Bộ sách gồm 2 tập, học sinh có thể đón đọc tập 1 đã chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 và tập 2 sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2020.